Xin chào cả nhà thân thương đã trở lại với kênh của em Shin Eun Huy. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay em đã đọc được một bài viết khá là hay và em muốn chia sẻ cùng với cả nhà của mình. Xin mời cả nhà của mình hãy lắng nghe và cho em một chút ý kiến nhé. Xưa nay, đối nhân xử thế như một nghệ thuật trong giao tiếp để đạt được lợi ích. Để đắc được nhân tâm, người xưa coi việc đối nhân xử thế để tu dưỡng bản thân, để đề cao đạo đức, để thể hiện cái nhân, cái nghĩa, cái tình. Và câu chuyện sau đây sẽ cho quý vị cảm nhận rõ ràng hơn. Có một bé trai và một bé gái đang chơi đùa cùng nhau. Bé trai thì nhặt được rất nhiều đá, còn bé gái thì có rất nhiều kẹo. Bé trai muốn dùng tất cả số đá mình vừa nhặt được để đổi lấy số kẹo của bé gái, và bé gái đã đồng ý. Bạn ơi, ở đây mình có rất nhiều đá đẹp, bạn đổi kẹo với mình đi, có được không? Ồ, đá đẹp quá! Được rồi, mình sẽ đổi kẹo với bạn. Và rồi, cuộc trao đổi đã được hình thành. Tuy nhiên, bé trai lại giấu đi những viên đá đẹp nhất và đưa những viên đá còn lại cho bé gái. Tuy nhiên, bé gái thì vẫn đưa hết số kẹo của mình cho bé trai như đã hứa. Đến khi tối trở về nhà, bé gái thì lên giường và ngủ rất là ngon. Còn bé trai thì lại nằm nghĩ ngợi mãi, không sao ngủ được. Hay, khó ngủ quá. Không biết bạn đó có đưa hết số kẹo của bạn đó cho mình hay không, hay là cũng giữ lại một ít những viên kẹo ngon nhất giống như mình vậy ta. Vâng, thưa quý vị, với một câu chuyện ngắn thôi, có thể cho mình cảm nhận được rằng con người ta một khi thấy trong tâm buồn phiền, mệt mỏi, không hạnh phúc, thông thường là vì mình còn đang lưỡng lự giữa khăng khăng ôm giữ và buông bỏ. Trong cuộc sống luôn có những thứ đáng để cho chúng ta ghi nhớ, nhưng cũng có một số điều chúng ta nhất định phải buông bỏ. Dũng cảm buông bỏ là một loại đại khí. Kiên trì hay buông bỏ đúng lúc là trí huệ của kiếp nhân sinh. Thật ra nếu như chúng ta không thể toàn tâm toàn ý với người khác thì bản thân cũng sẽ nghi ngờ liệu người khác có thành tâm với mình hay không. Để có được một giấc ngủ an lành, một cuộc đời thanh thản và một tâm thái hòa ái, thì hãy thành tâm đối đãi với nhau. Thống khổ thực sự cũng không phải bởi người khác đem đến cho mình, mà chính là bởi sự tu dưỡng của bản thân mình chưa đủ, không có khả năng chấp nhận. Có những việc rất đơn giản nhưng bị con người làm cho phức tạp lên, rồi người ta lại cảm thấy sao mà cuộc đời này khổ quá. Hãy học cách buông bỏ một chút gánh nặng trong tư tưởng, suy nghĩ, thản nhiên đối mặt với hết thảy, khiến cho hết thảy thuận theo tự nhiên. Có như vậy, chúng ta mới sống được thản nhiên và tự tại một cách đúng nghĩa. Đến một ngày, bạn sẽ hiểu rằng làm việc thiện khó hơn là thông minh. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện là một sự lựa chọn của chính mình. Người xưa có câu: trời có đạo thì nhật nguyệt rõ ràng, người có đạo thì xã hội tất sẽ bình an. So đo, tính toán, ngờ vực là nhược điểm trong nhân tính của con người mà ai ai cũng biết. Thói quen hạn hẹp và nhỏ bé này
kỳ thực lại có thể hạn chế tầm nhìn của một người rất nhiều. Cuộc đời không phải cứ mãi tranh luận đúng hay sai. Luật nhân quả xưa nay luôn luôn tồn tại. Những người muốn cho đi thường không mấy ai cần sự báo đáp, nhưng phúc khí thì vẫn đầy nhà. Bạn đã bao lần vì ai đó mà rơi lệ, ngước mắt nhìn trời, trời xanh không thấy, mưa gió nhạt nhòa, đường xưa đơn bóng. Người đi xa khuất, hoàng hôn cô quạnh, tìm người nơi đâu, chân trời nơi ấy. Bởi vậy nếu có thể bên nhau, thì hãy luôn luôn cố gắng đồng hành. Chốn nhân gian tưởng chừng đông đúc, nhưng tri kỷ lại khó tìm. Cũng không nên chỉ muốn được mà không muốn mất. So đo, tính toán thiệt hơn với người bên cạnh. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị sa môn. Tuổi thọ của con người dài trong bao lâu? Và vị sa môn đã trả lời rằng: Thưa Đức Phật, chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói: Đúng vậy. Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù chấp nhặt, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những tham lam, sân hận, si mê trong cuộc sống thường nhật, thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm an và thanh thản trong tâm hồn. Buông bỏ được tham, sân, si, chúng ta có được tâm thái tựa như ánh mặt trời. Điều đó là diễm phúc của đời người. Tâm thái sáng sủa rồi thì mọi chuyện sẽ từ phức tạp mà hóa thành đơn giản. Lòng ta mới rộng mở. Ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ. Mà nếu có giận, có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm, rồi quên hết đi, cho đời mình được an vui. Buông xả không có nghĩa là buông bỏ, dẹp hết tất cả để chỉ lo cho bản thân của mình. Không có nghĩa là chối bỏ, trốn tránh trách nhiệm trong cuộc sống. Để thành công, không phải lúc nào bạn cũng cần gồng mình và cố gắng cố có được thật nhiều. Và đôi khi, buông bỏ lại giúp bạn tiến tới thành công và hạnh phúc nhanh hơn. Và đó là những gì trong bài viết mà em chia sẻ lại cho quý vị cùng nghe. Mọi người cảm thấy như thế nào? Nếu hay, nhớ like cho em và đăng ký kênh quý vị nhé. Và ai chưa đăng ký kênh Sim Music thì hãy vào đường link ở bên dưới cho em một lượt đăng ký. Chúng ta sẽ gặp nhau tại đó và trao cho nhau những câu hát, những bản tình ca thật nhẹ nhàng, du dương đầy lãng mạn. Xin cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye!